Anh ơi, mọi người, bây giờ hôm nay mình sẽ giải mã nha. Mình sẽ trả lời cái sự thật tại sao Á Hậu Huyền My không có đại gia chống lưng nhưng mà rất là giàu có. Hello, hello Lily. Hello bé My. Xin chào Tucker Hoàng Kim Ngọc. Okay. Xin chào Á Hậu Huyền My. Chị đang làm gì ấy? Đang trang điểm. Chị tự trang điểm á? Chị mà không cầm hộp này em lại nghĩ là có người trang điểm cho. Rồi dạo này xâm chiếm TikTok, biết chưa? Xem kênh của chị chưa? Em xem rồi. Thể biến hình các kiểu điên đảo lộng lộ. Đúng rồi. Ngày trẻ chị bận kiếm tiền, giờ giá bắt đầu chị bắt đầu chơi đấy. Mấy cái clip đấy là chị cũng tự make à? Tự make luôn. Đợt này là kiểu có thời gian ý. Bắt đầu mình ngồi mình mần mò, mình trang điểm. Kinh nhở? Sợ chưa? Bí quyết gì không chỉ em? Chà, bí quyết gì? Mình kiểu mình làm nhiều nó sẽ quen tay hơn thôi. Thực ra là ví dụ như bé mình mà đi quay các thứ thì sẽ có ekip trang điểm cho, đúng không? Dạ. Đấy, nhưng mà ví dụ như là mình bình thường ở nhà ấy, mình trang điểm những cái layout nó nhẹ nhẹ đi chơi với bạn bé thì mình có thể dùng đây này, có cái set này chị mới ra này, dùng khá là ok luôn nhá. Đó, đây là đầy đủ hết luôn cho người mới bắt đầu nhá. Cushion này, phấn phủ này, che khuyết điểm này, phấn mắt phấn má, hai cây son, mascara, còn tặng kèm luôn cả cái cây chì này luôn. Đấy, đây là cây chì kẻ máy tặng kèm luôn à. Rồi em xem nào. Tiện lắm nhá. Kiểu đây biểu diễn ảo thuật cho xem nhá. Bling bling. Đây biểu diễn ảo thuật cho xem này. Đây. Ảo lắm, chuẩn bị vỗ tay nhá. Vỗ tay trước. Mồi. Sao lại vẽ lên đấy? Đấy, trái tim cho mình đấy. Rất dễ vẽ và mảnh đúng không chị? Đúng rồi, mảnh. Đây, nhưng mà đấy, cái này nó che phủ khá là ok. Kiểu tệ bớt luôn ấy. Mờ rồi. Ui, che được luôn. Nó che được mà. Ui, che được luôn mà. Tức là với những chị em phụ nữ nào mà da có nhiều khuyết điểm hơn, đúng, vẫn có thể kiểu nám hay là mụn các thứ, vết thâm ấy thì mình sẽ kiểu dậm rất là ok, mà những cái vết nào nó nhiều quá thì mình mới cần phải dùng, nó kiểu đậm quá đậm ấy thì mình cần phải dùng đến che khuyết điểm thôi. Còn về cơ bản ấy là mình chỉ cần phủ cái cushion này ấy là đã mỏng mướt và nó rất là tệp vào da rồi ấy. Vâng. Để thử tiếp đặt son đi. Đây son này chị đang đánh nha. Chị đang đánh màu gì á? Màu room đấy. Là màu này đúng không? Đấy. Em rất là thích màu này nhá. Em thật. Màu này dễ đánh. Rất là chị thích cái này là hơn là màu cam em đang đánh nhá. Không, nhưng mà hợp với tông của em. Tại vì hôm nay yêu cầu là make up tông cam đúng nha. Đúng rồi. Tức là mấy tông màu này dễ mặc đồ này, dễ hợp. Dễ dùng lắm. Nhiều che khuyết điểm tuổi nữa. À có che khuyết điểm. Một bộ này bao nhiêu món đây hả chị? 7 món. 7 món make up. 7 món này chị sẽ là 8 món. Không rất vàng rồi các thứ phải đắt lắm ấy nhở? Không đắt đâu, cái này có chưa đến 1 triệu một set này thôi mà. Chưa đến 1 triệu. Đây là cái gì? Một bộ dùng đi. Ok. Đồ lên đây. Được, tặng một bộ nhá. Nghĩa là cái này là có 999.000 nguyên set này. 8 món luôn, tặng kèm này là 8 món luôn đấy. Là 999. Có 999.000 nữa. Thế cho thêm set nữa đi. Đã mất công xin rồi thì phải xin thêm nhá. Xin thêm một set nữa. Mọi người đẹp như thế này mà lại dễ mang đi, dễ kết hợp nhiều concept layout make up khác nhau. Công nhận chị cũng thích lắm luôn ấy. Rất thích nó luôn ấy, nghĩa là nó kiểu nó tiện màu đẹp ấy. Ôi kiểu đúng là sang xịn mịn luôn. Đây là giấy gì đây hả chị? Kiểu cái tờ chia sẻ sản phẩm ấy. Hướng dẫn về sản phẩm. Mà lại còn có những hướng dẫn đầy đủ cho những người khi mà mở ra nhìn nhiều món như thế này có thể sẽ hơi hoang mang. Mà đây đã có đầy đủ những cái thông số. Với cả là đây này nó có cả cái mã quét ở trên này, cái mã quét ở trên này này. Khi mà mình quét vào đây nó sẽ có cái khóa học trang điểm ấy, hướng dẫn cho mình để mình có thể là biết cách tự trang điểm ấy. Đúng như em nói là nhiều người kiểu lần đầu tiên ít trang điểm ấy họ sẽ bị kiểu ôi nhiều đồ thế mình phải dùng như thế nào ấy. Đúng rồi. Thì mình quét cái mã ở đây này, có cái quét ở trên cái đằng sau hộp này cái thì nó sẽ ra một cái khóa học trang điểm cá nhân để mình có thể xem video, kể cả mình chưa trang điểm lần nào là mình cũng có thể học để trang điểm cho bản thân mình được luôn ấy. Tức là đấy là những video hướng dẫn luôn hả chị? Kiểu kẻ mày, kẻ mắt này kia. Kì đấy. Lợi hại không? Mua có 999.000 set này mà tặng quá trời quá đất rồi. Vâng. Rất là đầy đủ luôn mọi người ơi. Đây chắc chắn là một set cực kỳ phù hợp với những chị em phụ nữ nào, kể cả là không điệu hay là điệu thì nó cũng đã rất là ổn cho nhu cầu của mọi người rồi. Chắc chắn là My sẽ phải quảng cáo xịn chưa? Quảng cáo xịn chưa? Không này quảng cáo. Cho quảng cáo. Không có xe đâu nha. Quảng cáo đi. Mà ok mà nhà chị thích lắm. Thôi đi vào đi, mà mình vào chụp đi em ơi. Đi vào chụp chơi. Thủ theo. Vẫn thủ theo. Bảo sao mới giàu.